chào tất cả các bạn. Như đã trở thành thông lệ, nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo, học tập và nghiên cứu của các bạn sinh viên, thì cứ 2 năm một lần, Đại học Đà Nẵng lại tổ chức kỳ thi Olympic sinh viên giỏi dành cho các sinh viên có thành tích xuất sắc thuộc các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Và hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2014, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nói riêng cùng với các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc sinh viên giỏi năm 2014. Về tham dự buổi lễ khai mạc kỳ thi năm nay có sự hiện diện của Tiến sĩ Huỳnh Minh Sơn, trưởng ban công tác học sinh sinh viên Đại học Đà Nẵng, Phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Trang và Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra còn có sự góp mặt của quý thầy cô giáo cùng gần 800 sinh viên đăng ký dự thi. Tham gia kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm nay, Trường Đại học Sư phạm có tổng cộng 754 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, các thí sinh dự thi sẽ được trải đều ở 27 phòng thi, tham gia ở 9 môn thi. Điều đáng phấn khởi của kỳ thi năm nay là số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gấp 6 lần so với kỳ thi được tổ chức vào năm 2012 và số môn đủ điều kiện tổ chức thi cũng tăng gần gấp 3 lần so với kỳ thi trước. Ngoài ra, nếu như kỳ thi các năm trước chủ yếu tập trung vào một số ngành kỹ thuật và khối ngành khoa học tự nhiên, thì năm nay, ban tổ chức đã phát triển, mở rộng về quy mô lẫn số lượng. Trong 9 môn thi tại Trường Đại học Sư phạm, thì có môn thi viết, bao gồm các môn giải tích, môn đại số, môn vật lý, môn hóa học, môn lịch sử văn minh và môn ngôn ngữ học. Đấy là những môn mà thi viết với thời lượng là 180 phút và 150 phút. Còn riêng có 3 cái môn thi đặc biệt, đấy là môn thi tin học đại cương. Sẽ tổ chức thi 2 phần, một phần là trắc nghiệm 90 phút và một phần thực hành trên máy 90 phút. Môn lập trình thì sẽ thi toàn bộ là thực hành ở trên máy với thời lượng là 180 phút. Riêng môn tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài thì thi hình thức thứ nhất là thi nghe, sau đó là làm trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì gồm cái phần là kiểm tra ngữ pháp và kiểm tra cái khả năng đọc hiểu của thí sinh. Phần cuối cùng là phần thí sinh thi viết. Đặc biệt, kỳ thi năm nay còn có sự tham gia của các thí sinh là những lưu học sinh Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đang học tập tại các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đăng ký dự thi môn tiếng Việt cho lưu học sinh. Tôi rất vui khi được vào tham gia cuộc thi này và hy vọng là sẽ được giải và nhiều kinh nghiệm trong cuộc thi này. Trong không khí sôi động, hào hứng, nhiều thí sinh đã không ngần ngại chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Bản thân em là một sinh viên năm nhất, nên khi tham gia vào cuộc thi này rồi em rất vui mừng và phấn khởi. Thông qua cuộc thi này em muốn mang lại cho mình nhiều kinh nghiệm và kiến thức, muốn đem cái khả năng của mình, kiến thức của mình hiện có để góp vào cái cuộc thi này. Là người luôn theo sát cuộc thi, Phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Trang đã đưa ra những ý kiến đánh giá cũng như bày tỏ sự kỳ vọng vào các sinh viên trường sư phạm tham gia kỳ thi lần này. Thì có thể nói rằng là đây là một cái lần đầu tiên mà số lượng sinh viên đăng ký dự thi đông nhất, số lượng môn thi cũng được nhiều nhất. Điều này nó nói lên cái chất lượng đào tạo của nhà trường nói riêng và của Đà Nẵng nói chung đã thu hút và tạo cái động lực học tập cho sinh viên để cho các em đủ các cái điều kiện dự thi sinh viên giỏi. Và tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng là năm nay nó có những cái đột biến nổi trội và nó khẳng định thêm hơn nữa cái sức sống, cái sáng tạo, cái tài năng của sinh viên Đà Nẵng nói chung và sinh viên trường sư phạm nói riêng. Kỳ thi hứa hẹn sẽ là nơi phát hiện, bồi dưỡng, chấp cánh và ươm mầm cho những sinh viên xuất sắc của Đại học Đà Nẵng vươn đến thành công trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn sinh viên trong buổi lễ trao giải diễn ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2014. Và những thành tích của Đại học Đà Nẵng sẽ là những đóa hoa tươi thắm nhất dâng lên quý thầy cô, quý ban quản lý nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng tháng 4 năm 1994, tháng 4 năm 2014. Xin chào và hẹn gặp lại!